Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện mình đang có mặt tại cánh đồng của phường Nhân Phú thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nhưng bây giờ cũng đã gần 3 giờ rưỡi rồi, ra ngoài đồng cũng rất là mát. Mình ra lanh quanh ngoài đồng đây, mình review cái cảnh đồng quê của một cái phường của thành phố Quy Nhơn, đó là phường Nhân Phú, các bạn chiêm ngưỡng nha. Nói chung thì thành phố Quy Nhơn cũng còn vài ba phường thì đồng ruộng nó cũng còn rất là nhiều nha các bạn, đặc biệt là cái phường Nhân Phú này. Để mình quay mình review lòng vòng các bạn xem nha. Đây các bạn, mình đang đứng trên con đường bê tông của cánh đồng. Thì đây là cái cánh đồng của phường Nhân Phú đây. Đó. Cánh đồng này thì phía trong này, phía nam thì nó giáp với cái đường Hùng Vương. Đó, giáp với đường Hùng Vương các bạn. Nhưng mà sau cánh đồng này mình có thể nhìn vào, mình thấy cái kia là cái trường đại trường cao đẳng sư phạm đây nha các bạn. Trường cao đẳng sư phạm. Đó, thì trường cao đẳng sư phạm đó nó nằm trên mặt đường con đường Hùng Vương. Đó. Vậy. Còn phía đông của cánh đồng này thì nó giáp với con đường đó là đường Đào Tấn nha các bạn. Đường Đào Tấn là con đường rất lớn, rất dài, nối từ đường Hùng Vương chạy lên thị trấn Tuy Phước, Bình Định. Là con đường phía trong này các bạn. Đó. Phía trong kia. Và lác đác ở ngoài cánh đồng này thì cũng còn một số cái khu vực người ta hình thành những cái xóm nhỏ. Chẳng hạn như đây, chẳng hạn đây là một cái xóm nhỏ, nó chỉ khoảng là chưa đầy chục nóc nhà thôi các bạn. Đó, cánh đồng này nó còn rất là rộng. Nó chạy tít lên phía đằng trên kia, rất rộng lắm. Bên này cũng có xóm nha các bạn. Thì những cái xóm này chắc là đã hình thành từ xưa, từ đời ông bà xưa. Người ta ở đây để người ta chủ yếu là người ta làm nông nghiệp là chính các bạn. Lác đác đó, có rất nhiều, có những cái xóm nhỏ. Rồi bây giờ mình di chuyển trên con đường bê tông này, mình quay các bạn xem nha. Rồi bắt đầu mình di chuyển trên con đường bê tông nhỏ này nha. Đó. Con đường bê tông nhỏ thì nó xuyên qua cánh đồng để nối với các cái xóm làng ở đây, cũng như là các cái khu vực đi vào thành phố Quy Nhơn. Con đường này nó khá nhỏ các bạn, nhỏ xíu. Đây, chẳng hạn như đây nè, có những cái xóm đó. Nhà rất ít, khoảng chục cái nhà thôi. Còn lại là đồng lúa không. Bây giờ là lúa đang trong cái giai đoạn là đơm bông đây. Mùa đây là chắc cái mùa gọi là mùa hè thu á. Chỉ cánh đồng của phường Nhân Phú này nói riêng cũng như tỉnh Bình Định nói chung thì nó cũng rất là tốt các bạn, bởi vì nó có nguồn nước. Đó, phía bên trong kia nó có nước sông nên rất tốt. Chẳng hạn ở đây có cái xóm này có những cái ngôi nhà rất đẹp nha các bạn. Ồ, ngôi nhà này trong này ở rất là đẹp nè. Người ta thiết kế, người ta làm cái đường bê tông vào đây. Chẳng hạn như đây, đứng lại mình quay vào cái đường này, cái nhà này rất đẹp nha. Nhà phải nói là ở chỗ này có thể nói rất là lý tưởng đó, rất lý tưởng đó. Ở đây rất mát. Rồi mình di chuyển tiếp nha các bạn.
đồng lúa mênh mông. Rồi phía bên đằng kia thì cũng có rất là nhiều cái xóm. Hôm nay thì thời tiết ở Quy Nhơn nói chung thì cũng đã có sự thay đổi, hình như là muốn mưa rồi các bạn. Cho nên nó khí hậu nó đã thay đổi, nó mát lắm, rất mát. Rồi phía bên này nữa đó, như sau. Mình đi chậm chậm quay các bạn xem cánh đồng lúa khá đẹp. Hôm nay không biết ra cái đường nào nữa, quên mất. Cái đường này mình ra cũng được, đường trên kia cũng được, phải không cô? Nãy cũng vô đây cũng đi cái đường nào quên mất. Quay mà quên mất. Chắc cái đường trên này đẹp hơn. Để mình quay cái đường này cho bạn xem. À, đường đây đây cái bộ gần hơn đây. Trên này nó cũng có một cái xóm nhỏ. Để mình đi lên cái đoạn cái xóm này mình quay lại. Đồng lúa rất đẹp, mênh mông. Cảnh quan đồng lúa mênh mông rất là thoáng đãng, rất mát, mang đặc trưng của cái vùng thôn quê nói chung ở miền Trung. Rồi mình vòng qua phía bên này tiếp. Xe của mình nó nổ tiếng máy, nó hơi to, nó cũ rồi. Nào thay cái xe số để tiếng máy nó nhỏ, rồi tiếng máy nó hơi ồn các bạn. Quay tiếp ngược lại phía bên này các bạn. Nếu mình chạy vào phía trong này, nhìn thấy trong kia nó có một cái khu nhà. Cái khu nhà gì mà nó cũng rất là đẹp nha các bạn.
hình như là khu nhà đó nó có câu này, trồng rất nhiều câu, bờ rào trồng rất nhiều cây. Hôm đó mình chạy đến xem thử là, và đây cũng là lần đầu tiên mình đến cái khu vực này nha các bạn. Chú ơi, cái nhà kia là cái nhà của ai mà cái khu nhà đó đẹp hết ta? Dạ? Nhà đó là nhà của tư nhân ở. Chứ cũng tưởng đâu là làm cái gì chứ? À, ông lên đây ông làm cái nhà vườn vậy hả? Ồ, làm đẹp quá ta. Cây cầu rồi. Ông làm ở trong ông có bán cái gì không? Có cầu. Có bán quán hay là ông làm ông ở không hả? Rồi ở không mà làm nhà đá mà tưởng đâu là mở cái gì. Y như cái khu du lịch nha. Nhà. Làm đẹp trồng câu trồng cây cối rồi đẹp quá. Ông có cho tham quan không? Vậy bình thường có cho vô tham quan không? Không. À. Ồ. Vậy là ông giữ ha. Ông muốn người nấu cơm người cái ăn từ 20-30 con ông đại gia thành ở nhà thiệt đẹp không, nhà giữa đồng ấy đã mát rồi mà làm ở nhà đó mát cái đầu rồi yeah. Đó thôi mát mẻ ông thích ở thùng rồi vậy cho nó mát mẻ thì mấy ông này ông có tiền thì ông tới mấy cái chỗ này ông mua ông đỡ cho hai cái quê đẹp quá nhà yeah. Cảm ơn chú nha. Chạy lại cũng nhìn thân xíu nhà đẹp quá. Giờ mình đi đến gần gần cái khu nhà này nha các bạn. Nhà này là nhà của một đại gia. Người ta làm cái nhà vườn người ta ở thôi chứ không có phải là kinh doanh cà phê là cái gì cả. Cái nhà vườn. Vườn này quá đẹp luôn. Và người ta cũng không có cho vào tham quan nha các bạn, không có cho. Chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi đó, chứ không cho vào tham quan. Rất rộng và người ta trồng câu rất nhiều này, rồi cây hoa lá đây. Có cả những người làm phải dọn dẹp. Dọn dẹp cái bức tường có hoa đây. Rất đẹp. Rồi mình quay ra thôi. Bởi vì ở đó người ta không có cho vào tham quan mặc dù ngôi nhà rất là đẹp. Mà đi giờ mình đi thẳng ra con đường chính con đường Đào Tấn. Thì ở Quy Nhơn thì còn rất là nhiều phường đồng ruộng còn rất nhiều nha các bạn. Chẳng hạn như phường Nhân Phú này, rồi phường Nhân Bình, rồi phường trên kia phường Bùi Thị Xuân cũng còn rất là nhiều. Hầu như nhà thì người ta ở dọc dọc cái cánh đồng, chủ yếu dọc theo con đường chính thôi. Bạn thấy nhà thì rất nhiều cửa là rất là nhiều, nhưng mà phía đằng sau lưng là đồng ruộng rất là rộng mênh mông. Ở đây mình đã chạy lên đến con đường đường chính đây, lên đến đường chính đường Đào Tấn. Rồi giờ mình đường này thì mình
rẽ phải nha, mình rẽ phải xuống trung tâm Quy Nhơn. Còn nếu mà rẽ trái thì đi lên thị trấn Tuy Phước. Đây, đây là con đường Đào Tấn các bạn. Con đường này thì là con đường nối từ thành phố Quy Nhơn lên tới thị trấn Tuy Phước. Lưu lượng xe đi trên con đường này á, nó rất là nhiều nha các bạn. Các cái phương tiện giao thông từ hàng nặng cho đến là phương tiện thô sơ. Vào những cái giờ cao điểm này con đường này nó rất là đông người qua lại. Hôm nay những ngày qua là do vấn đề phòng dịch cho nên là nhìn thấy nó ít như thế này. Chứ thật ra vào những ngày mà trước đây chưa có dịch ngày thường thì nó rất là đông nha bạn. Đông lắm đường này. Đường này thì hai bên đường phải nói là nhà cửa là dày luôn. Nhà cửa rất dày. Còn kinh doanh buôn bán thì hai bên mặt đường thì phải nói là rất là nhộn nhịp. Nhìn trên con đường này, khi mình đi trên con đường này mình nhìn thấy hai bên nhà nó nhiều quá, mình không thấy cánh đồng. Thì thật ra thì phía sau những cái nhảy dãy nhà hai bên đường á thì toàn là đồng ruộng không, đồng ruộng mênh mông vậy. Đến cái khu này thì nó sắp tới cái đường Hùng Vương rồi, gọi là đường ở chỗ Chợ Vinh đó. Thì ở đây nhìn vào là cái trường Đại học Quang Trung nha các bạn. Đó, trường Đại học Quang Trung, trường Đại học Quang Trung rồi. Đến cái đoạn này là cái đoạn khu vực Chợ Vinh nha các bạn. Khu vực này, ở trong này nó có một cái chợ tên là Chợ Vinh, hình thành từ xưa. Từ xưa thì cái khu này nó chưa phải là một phường. Xưa là nó là thuộc cái huyện Tuy Phước, bây giờ nó thuộc một cái phường của thành phố Quy Nhơn. Rồi mình kết thúc video tại đây nha các bạn.